Đêm giao thừa 2016, trạm kiểm dịch Thủ Đức và lực lượng cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã kiểm tra và phát hiện hàng trăm con heo sữa bốc mùi hôi thối đang được vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh trên một xe khách giường nằm. Ngay khi phát hiện xe khách giường nằm có dấu hiệu khả nghi lưu thông đến trạm Thủ Đức, khu vực Suối Tiên để vào trong nội thành, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng phương tiện và kiểm tra. Trong khoang hành lý ô tô chứa 3 bao tải với khoảng gần 200 con heo sữa, khối lượng 230 kg, với tình trạng trương phình bốc mùi hôi thối, một số con bị tím bầm. Ngoài ra còn có hơn 7.000 trứng cút không có giấy chứng nhận kiểm dịch và không có nguồn gốc rõ ràng. Tài xế xe khách cho biết được thuê chở số hàng này xuống Đồng Tháp. Tuy nhiên, đại diện trạm kiểm dịch cho rằng nếu vận chuyển chót lọt, số heo sữa này cũng sẽ được nhập vào nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và xuống các tỉnh miền Tây để chế biến thành món heo sữa quay. Số lượng này sau khi thu giữ đã bị lập biên bản và yêu cầu tiêu hủy.